Minh Đường Tử Vi hoan hỷ chào đón các bạn. Chúc các bạn bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự hạnh thông. Bước sang tháng 3 âm lịch năm 2021 sẽ gặp được nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi tháng 3 âm lịch năm 2021 của tuổi hợi. Tử vi tháng 3 năm 2021 âm lịch của tuổi Hợi chi tiết về các phương diện sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, sức khỏe và cẩm nang vượng vận cho từng tuổi Hợi. Tử vi tuổi Hợi tháng 3 năm 2021 âm lịch về phương diện sự nghiệp. Sự nghiệp của người tuổi Hợi có những bước tiến rõ ràng trong tháng này, phần lớn là nhờ bạn đã dồn rất nhiều tâm huyết của mình vào công việc bạn luôn bắt đầu một ngày mới với tinh thần tích cực lạc quan sẵn sàng bắt tay vào mọi nhiệm vụ cho dù có được phân công hay không thời điểm này bạn không ngại giải quyết những nhiệm vụ có tính thách thức cao bởi bạn biết rằng đây là con đường ngắn nhất nếu mình muốn gây ấn tượng với người làm lãnh đạo tạo đà để thăng tiến trong tương lai tinh thần làm việc tích cực chăm chỉ của bạn còn truyền cảm hứng cho mọi người xung quanh khiến công việc của cả tập thể đều có những bước tiến tích cực thậm chí bạn còn có thể là người khởi xướng cho nhiều dự án kế hoạch và dẫn dắt mọi người đi tới thành công tuy nhiên trên thực tế chẳng ai có thể hoàn hảo trên tất cả mọi phương diện sao xấu thiên hình cho thấy bạn có thể là người nhiệt tình năng nổ nhưng cũng rất hay nóng nảy kiêu ngạo không thích nghe ý kiến trái chiều của người khác đôi khi bạn nên hạ cái tôi của mình xuống một chút để quan sát nhìn nhận mọi vấn đề một cách thấu đáo hơn Đừng hành sự một cách bất cần, bạn có thể mắc lỗi sai bất cứ lúc nào và có thể phải tốn thời gian để giải quyết đấy. Tử vi tháng 3 năm 2021 tuổi hợi âm lịch về phương diện tài lộc. Chuyện làm ăn của người tuổi hợi có được có mất trong tháng 3 này, vì thế, bản mệnh cần phải cẩn trọng hơn trước khi đưa ra quyết định, không phải lúc nào cũng hăng hái, sông sáo sẽ đem lại cho bạn một nguồn lợi dư giả đâu với người làm công ăn lương sự chăm chỉ cần mẫn nhiệt tình sẽ giúp bạn được trả công một khoản tương xứng thậm chí có người được lãnh đạo thưởng nóng hoặc tuyên dương nhờ có tinh thần làm việc tốt đây chính là cơ sở để bạn tiếp tục cố gắng hơn nữa trong tương lai bạn hẳn có thể sẽ còn gặt hái được nhiều thành tựu rực rỡ hơn nữa người làm ăn kinh doanh có thể xem xét mở rộng hợp tác ký kết hợp đồng song bạn không nên quá vội vàng trong việc đưa ra các quyết định hãy đưa ra định hướng dựa theo tình hình thực tế và khả năng của bản thân mình không nên chạy theo những điều phù phiếm vượt quá năng lực thiên hình hung tinh khuyên bản mệnh nên kiếm tiền bằng chính mồ hôi công sức của mình không nên ham làm giàu nhanh mà dễ vướng vào vòng tù tội chỉ cần bạn chăm chỉ làm ăn thì đâu khác có đó phát triển tuy chậm nhưng vững chắc bạn cũng có thể yên tâm tận hưởng thành quả mà mình làm ra trên phương diện chi tiêu tiểu hao cho thấy bạn còn phải dành nhiều tiền cho các nhu cầu lặt vặt thường ngày, thoạt đầu, số tiền đó tưởng là nho, song nếu cộng dồn vào thì cũng tốn của bạn một khoản kha khá. Vì vậy, trước khi mua một món hàng nào, bạn nên suy nghĩ xem có thực sự cần thiết hay không, có phù hợp với nhu cầu của mình hay không. Tử vi tháng 3 năm 2021 tuổi hợi âm lịch về phương diện tình duyên. Xem tử vi tháng 3 năm 2021 tuổi hợi âm lịch, chuyện tình cảm của bản mệnh ít có tin vui, cơ bản là vì bạn đang không đặt ưu tiên vấn đề đó trong khoảng thời gian tháng 3 này. Dù là người độc thân hay đã lập gia đình đi chăng nữa, bạn cũng mong muốn được tập trung hoàn toàn vào sự nghiệp. Cụ thể, với người độc thân, sự hoạt bát tích cực của bạn thu hút ánh nhìn của không ít những đối tượng khác giới, song bạn không muốn cho ai một cơ hội để tiến xa hơn bạn mệnh thường cho rằng việc yêu đương trong thời điểm này là tốn thời gian bởi bạn có thể làm được nhiều việc hữu ích hơn thế bạn cũng không có cảm giác cần một người nào đó ở bên để giúp đỡ chia sẻ bởi bạn có thể một mình giải quyết tốt mọi vấn đề vì vậy kể cả khi có người chủ động làm quen đi chăng nữa bạn cũng thường tìm cớ để từ chối khéo với người đã lập gia đình bạn cho rằng đây là lúc mình nên dồn toàn bộ tâm huyết cho sự nghiệp có như vậy mới cải thiện được đời sống của gia đình kể cả người đã có quyền cao chức trọng đi nữa những công việc ngập đầu ngập cổ cũng sẽ nhanh chóng cuốn bạn đi do đó bạn gần như chẳng còn thời gian để quan tâm đến vợ chồng con cái của mình nữa dù có thể bạn không nhận ra song tình cảm gia đình giữa bạn và các thành viên đang dần trở nên lạnh nhạt bạn nên cố gắng cân bằng lại cuộc sống và sự nghiệp của mình không nên quá ưu tiên cho lĩnh vực nào Tử vi tháng 3 năm 2021 tuổi hợi âm lịch về phương diện sức khỏe. Tình hình sức khỏe của người tuổi hợi về cơ bản là ổn định trong tháng này. Dù công việc có bận rộn, vất vả, nhưng nhờ tinh thần tích cực, hăng hái mà bạn luôn cảm thấy tràn trề sức sống, năng động sẵn sàng bắt tay vào bất cứ công việc nào. Dù ở lứa tuổi nào đi chăng nữa, bạn cũng nên thiết lập chế độ sinh hoạt khoa học thường xuyên rèn luyện thể dục thể thao để có một cơ thể khỏe mạnh. Chỉ khi có sức khỏe, bạn mới có sức lực để làm bất cứ điều gì mà mình yêu thích. Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi hợi trong tháng 3 âm lịch năm 2021. 1. Đinh hợi, thuộc mệnh thổ, nam thủy diệu, nữ mộc đức. Khẩu quyết, chăm chỉ làm việc, sự nghiệp có bước phát triển rõ rệt. Quý nhân, thìn, mão. Tiểu nhân, tị, tuất. Màu sắc may mắn, hồng, vàng. 2. Kỷ hợi, thuộc mệnh mộc nam mộc đức nữ thủy diệu khẩu quyết có thể ký kết hợp đồng kinh tế song không nên quá vội vàng quý nhân dần mùi tiểu nhân dậu ngọ màu sắc may mắn vàng đỏ ba tân hợi thuộc mệnh kim nam vân hán nữ la hầu khẩu quyết chuyện tình cảm ảm đạm vợ chồng thiếu quan tâm đến nhau quý nhân tuất mùi tiểu nhân sửu mão Màu sắc may mắn: nâu, trắng. 4. Quý hợi, thuộc mệnh thủy, nam thủy diệu, nữ mộc đức. Khẩu quyết không nên tham lam, làm ăn bất chính sẽ vướng phải tai họa. Quý nhân, thân, dần. Tiểu nhân, sửu, tỵ. Màu sắc may mắn: cam, tím. 5. Ất hợi, thuộc mệnh hỏa, nam mộc đức, nữ thủy diệu. Khẩu quyết được nhiều người chú ý nhưng chuyện tình duyên không có nhiều tiến triển quý nhân tuất dậu tiểu nhân ngọ thìn màu sắc may mắn trắng đỏ cảm ơn các bạn đã theo dõi video chúc các bạn vui vẻ và nhiều may mắn thành công trong tháng mới xin chào và hẹn gặp lại